Rồi, xin chào các bác anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Anh em chúng em đang setup một lần nữa cho cái cấu hình của anh Khuê. Cấu hình của anh Khuê ngày hôm nay gồm rất là nhiều thiết bị và toàn là những hàng khủng bố, khủng long thôi các bạn. Đầu tiên phải kể tới là một đôi loa JBL KS5. Như các bác anh em đang thấy đây là một dòng loa bass 40 chép kèn. Đây là test video hôm trước ấy, bass đánh rất mạnh mẽ, uyên lực và tiếng lời hát karaoke rất là phê. Kết hợp trong cái bộ của anh Khuê gồm một cục súp hơi 50. Model là 718. Đây là một trong những dòng súp mà có thể đánh trong không gian rất là lớn, và đặc biệt là khi anh em mà thích những bản nhạc DJ non stop mạnh mẽ uy lực thì súp hơi nó sẽ thỏa mãn hết tất cả các cái yêu cầu của các bác anh em. Tiếp theo trong bộ của anh Khuê gồm một cục đẩy QA1600 Pro mà em đã giới thiệu trên kênh YouTube rất nhiều và được rất nhiều anh em ủng hộ yêu mến. Đây là dòng đẩy class D nguồn xung mỏng nhẹ, như các bác anh em có thể thấy nó mỏng như một chiếc vang vậy. Đấy, chiều sâu của nó cũng rất là ngắn rồi các bác nhé, chỉ khoảng 20cm thôi, mỏng nhẹ và nó chỉ nặng khoảng tầm 5kg thôi, nên quanh khoảng tầm 5kg, nhưng mỗi một kênh có thể đánh một bass 40 cô 100, hoặc là thậm chí là anh em có đánh súp hơi 50 như em đang đánh. Đây chỉ cần một cục đẩy này thôi là chúng tôi có thể đáp ứng được thoải mái một bộ dàn karaoke. Hiện tại vẫn còn dư một kênh, anh em có thể ghép thêm loa lời nữa cũng được nhé, hoặc là một đôi bass 30 nữa cũng được, rất là khỏe, 1000W một kênh. Tiếp theo là bộ của anh Khuê của một chiếc mic Shure GX 21 25 mã phiên bản 4 dâu sóng khỏe ổn định. Đây là phiên bản này 4 dâu, em đã gập vào cho nó gọn gàng. Nên trong gia đình chúng ta không cần phải dương cái dâu lên vì nó cũng rất là khỏe rồi. Tiếp theo là một chiếc vang KM8 Mix Limited phiên bản mới nhất của năm 2020 nhé. Phiên bản này thì nó là sử dụng chip 48 bit như một chiếc vang số cao cấp, nhưng mà bên trong đó thì có 8 chế độ cạc sẵn của nhà sản xuất. Chúng ta chỉ việc chuyển qua chuyển lại các chế độ là chúng ta hát luôn thôi. Em đã chỉnh sẵn cho các bác anh em rồi. Và chúng ta chỉ cần to nhỏ của mic này, xin lỗi, to nhỏ của nhạc này, to nhỏ của mic này, to nhỏ của effect, nhiều vang nhiều nhại ở đây, ba nút này thôi. Và cuối cùng là một chiếc thăng tiến CB600 Pro phiên bản mới nhất của năm 2020, hàng chính hãng luôn các bạn nhé, hàng chính hãng luôn Pro. Thì ở đây chúng em đang đấu sẵn cho anh, và chúng ta về anh chỉ việc cắm điện là chơi luôn thôi. Tất cả các thứ này em sẽ đóng gói thành một khối. Tổng bộ răng của anh Khuê là 29.500.000 đồng gồm 6 thiết bị như vừa rồi. Rất cảm ơn anh Khuê. Lớp 1, 2, 5, 6, 7. Vâng, 1, 2. Rồi, ok. Lấy cho anh điều khiển tắt cho anh cái quảng cáo đi. Thời gian có hạn nên em xin phép được test một đoạn ngắn như vậy thôi để cho các bác anh em cùng trải nghiệm lần nữa. Và sau đây em xin phép dừng video để đóng hàng gửi đi cho anh Khuê. Cảm ơn các bác anh em ạ. Vâng, đây là đôi loa JBL KPS5 của anh Khuê đấy ạ. Quả này mới quả này. Để còn lại là các thiết bị như là đẩy vang, nâng tiếng, mic đã đóng thành nguyên khối, thành một hộp này cho anh rồi. Còn một quả súp 50 nữa đang anh em đang chuẩn bị đóng cho anh nhé. Con này thì hơi cầu kỳ hơn một chút, phải đóng các cái góc để vận chuyển cho đỡ bị va đập.